Bình Thuận đang thực hiện đề án trở thành trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia. Đặc biệt khi đăng cai năm du lịch quốc gia vào năm 2023, nhiều sự kiện thể thao cũng sẽ được tổ chức, mà Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 là tiền đề để Bình Thuận hướng đến sự kiện quan trọng này. Thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao, các liên đoàn thể thao quốc gia đăng cai tổ chức các giải thể thao biển quốc gia. Hàng năm, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các giải lướt ván bùn, lướt ván diều. Trung tâm đào tạo, huấn luyện thi đấu thể dục thể thao tỉnh thường xuyên tổ chức các giải bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển cấp tỉnh, đồng thời duy trì các hoạt động vui chơi giải trí biển tại bãi biển Đồ Dương, Thương Chánh. Hướng đến năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận sẽ tiếp tục chuẩn bị để đăng cai nhiều sự kiện thể thao đáng chú ý. Năm du lịch quốc gia 2023 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cái sự kiện thể thao lớn. Và hiện nay thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã đăng ký với Tổng cục Thể dục Thể thao là 12 môn thể thao sẽ được tổ chức. Thông qua các hoạt động thể dục thể thao, không chỉ từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe du khách, góp phần đưa Bình Thuận hội nhập quốc gia và quốc tế, trở thành trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia, mà còn thúc đẩy sự nỗ lực tập luyện và thi đấu hết mình của các vận động viên tỉnh nhà. Nhờ sự động viên của thầy cũng như là những anh chị em trong đội thì chúng em đã cùng nhau đạt những thành tích cao tại SEA Games vừa rồi. Đã đạt thành tích đã khó rồi thì mình giữ thành tích còn khó hơn nữa, cho nên chúng em nghĩ là mình phải nỗ lực phấn đấu cũng như tập luyện để có thể đạt được những thành tích cao. Em tập trung vào huấn luyện cho thế hệ trẻ sắp tới của Bình Thuận nhằm phát triển judo Bình Thuận ngày judo nói riêng. Kurat và các môn có liên quan đến judo để có thể phát triển ngày càng mạnh hơn, đưa judo đi xa hơn trong nước và ra quốc tế. Có kế hoạch cụ thể ra từng nội dung và từng em một để nhắm tới mà cái thành tích, cái huy chương sắp tới. Bên cạnh đó thì trong quá trình tập luyện mình sẽ phát hiện thêm, bồi dưỡng thêm một số vận viên mới. Bình Thuận đang có sự chuẩn bị chu đáo để lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 năm 2022 được diễn ra tốt đẹp. Trong không khí chung ấy, các đội tuyển thành tích cao, các vận động viên chuyên nghiệp tỉnh nhà đang ra sức tập luyện để hướng đến những mục tiêu mang tầm quốc gia, quốc tế.